Sóng truyền thông số 6, phản đối nhiệt điện than gây ô nhiễm. Trong những năm gần đây, nhiều nhà máy gây ô nhiễm môi trường như nhà máy thép của Formosa ở Hà Tĩnh, nhà máy thép của Hòa Phát ở Hải Dương, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 ở Bình Thuận đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và sinh kế người dân địa phương. Lợi dụng sự bức xúc đó của người dân địa phương trước các tác hại của các nhà máy này và phản ứng của các cơ quan hữu quan, nhiều tổ chức chống đối trong và ngoài nước đã phát động phong trào biểu tình, bạo động để chống chính quyền dưới vỏ bọc phong trào bảo vệ môi trường của các tổ chức dân sự. Trong đó đáng chú ý là phong trào kiến nghị biểu tình để phản đối dự án khai thác bauxit trên Tây Nguyên mà nhóm Nguyễn Quang A đã phát động trong giai đoạn 2008 và 2011, và phong trào biểu tình bạo động kéo dài để phản đối nhà máy thép gây ô nhiễm của tập đoàn Formosa mà Đảng Việt Tân và nhóm Công giáo chống đối phát động ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình trong năm 2016 và 2017. Qua cuộc bạo động ở Bình Thuận vào ngày 10 tháng 6 vừa qua, có thể thấy ô nhiễm môi trường vẫn là một vấn đề nóng, dễ bị các tổ chức chống đối lợi dụng. Trong tuần qua, một số các tổ chức cá nhân chống đối đã trở lại khai thác vấn đề ô nhiễm để tuyên truyền chống chế độ. Cụ thể, trang Bauxit Việt Nam khai thác chiến lược phát triển nhiệt điện than của Việt Nam, còn cựu phóng viên Đỗ Cao Cường thì khai thác các làng ung thư ở huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, được cho là hậu quả từ các nhà máy của công ty xây dựng Đông Nam Á, công ty chế biến xuất khẩu nhập Đà Nẵng và công ty thép Hòa Phát. Trong vấn đề nhiệt điện, ngày 4 tháng 8, Nguyễn Đức Thắng viết trên trang Bauxit Việt Nam rằng nước ta đang có một nền điện lực độc tài, trái ngược với nền điện lực dân chủ của thế giới. Theo Thắng thì nền điện lực độc tài đặt trọng tâm vào các nhà máy nhiệt điện than gây ô nhiễm, được xây dựng và quản lý một cách thiếu minh bạch trong một mạng lưới điện quốc gia có tính độc quyền. Trong khi đó, nền điện lực dân chủ thì đặt trọng tâm vào các cơ sở cung cấp năng lượng tái tạo sạch như điện gió, điện mặt trời, được xây dựng và quản lý một cách minh bạch, tạo thành các mạng điện mini cạnh tranh lẫn nhau về giá bán trên thị trường tự do và không hòa vào lưới điện quốc gia để tránh thất thoát trên đường truyền tải. Để thuyết phục độc giả, Thắng trích dẫn một cách lộn xộn các số liệu từ một bản báo cáo của tổ chức Bloomberg New Energy Finance. Theo báo cáo này thì có 3 lý do khiến các dạng năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió và điện thủy triều ngày càng được ưa chuộng. Thứ nhất, công nghệ hiện đại khiến chúng ngày càng rẻ. Giá pin mặt trời đã giảm 99,5% trong khoảng thời gian từ năm 1976 đến năm 2017. Giá tua-bin điện gió đã giảm 32% trong khoảng thời gian từ 2010 đến 2017. Giá ắc quy đã giảm 79% trong khoảng thời gian từ 2010 đến năm 2017. Thứ hai, chúng ít gây tổn hại cho môi trường hơn nhiều so với các loại năng lượng tái tạo phi truyền thống. Thứ ba, công nghệ thông tin đã cho phép các gia đình, tổ chức hoặc doanh nghiệp tư nhân xây dựng và quản lý các máy phát điện gió, mặt điện mặt trời để thiết lập các mạng điện mini tại gia để tự cung cấp hoặc cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường tự do, thay vì lệ thuộc vào một lưới điện quốc gia mang tính độc quyền và gây lãng phí trên đường truyền tải. Vì vậy, tỷ trọng năng lượng tái tạo đang tăng và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Bản báo cáo dự đoán rằng trong tổng sản lượng điện của toàn thế giới năm 2050 sẽ có 11% là điện than, 16% là thủy điện và 48% là điện mặt trời hoặc điện gió. Báo cáo cũng dự đoán rằng Mỹ và Úc đã chấm dứt dùng điện than vào thời điểm đó, dù Mỹ là nước xuất khẩu than lớn nhất thế giới hiện nay. Cuối bài, ông Nguyễn Đức Thắng bình luận rằng vì quyết định số 428/2016/QĐ-TTg khẳng định rằng vào năm 2030, Việt Nam sẽ dùng 60% điện than, 5% điện gió và điện mặt trời. Việt Nam là nước duy nhất có ngành điện đi ngược với thế giới. Ngày 10 tháng 8, Nguyễn Đức Thắng tiếp tục viết trên trang Bauxit Việt Nam rằng nước ta cần từ bỏ nền điện lực độc tài, EVN cho gì được nấy, để thay bằng một nền điện lực rất xanh, rất sạch. Một nền điện lực vì dân, do dân, từ dân mà ra, một nền điện lực dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng, như bài trước của Thắng đã vạch ra. Thắng cũng viết rằng trong nền điện lực độc tài, Bộ Công Thương và EVN đã chèn ép điện gió, điện mặt trời của Việt Nam bằng bốn công cụ là: một, quy hoạch chung của ngành điện quốc gia; hai, quyền cấp phép đầu tư cho các dự án; ba, việc không hoặc ít đánh thuế bảo vệ môi trường, thuế phát thải CO2 cho nhiệt điện than; và bốn, việc áp giá cố định cho điện mặt trời và điện gió. Khi đăng hai bài viết của Nguyễn Đức Thắng, trang Bauxit Việt Nam đã mở thêm một chuyên mục mới là Điện Việt Nam. Đồng thời, trang này cũng chèn thêm một bình luận dài vào đầu bài viết của Thắng,
rằng các nhà máy nhiệt điện gây ô nhiễm môi trường Việt Nam đều do nhà thầu Trung Quốc tham gia xây dựng trong chính sách xuất khẩu công nghệ lỗi thời gây ô nhiễm của Trung Quốc sang Việt Nam, và rằng không thể có một nền điện lực dân chủ trong một thể chế độc tài với các lãnh đạo thân Trung Quốc. Những động thái này cho thấy khi tuyên truyền về các nhà máy nhiệt điện than gây ô nhiễm, trang bauxit Việt Nam sẽ cùng lúc đánh vào vấn đề môi trường, vấn đề Trung Quốc và vấn đề thể chế chính trị như họ đã từng làm trong vụ bauxit Tây Nguyên và vụ Formosa trước đây. Sau khi xem xét vấn đề, chúng tôi được đưa ra hai ý kiến như sau. Thứ nhất, dù công nhận giá trị của nhiều số liệu mà ông Nguyễn Đức Thắng đưa ra, chúng tôi vẫn phải hoài nghi về những kết luận của ông trong bài. Theo chúng tôi được biết, thì từ nhiều năm nay, giá trị của năng lượng tái tạo là một chủ đề gây tranh cãi trong giới nghiên cứu thế giới. Những người nghiên cứu về chủ đề này có thể đưa ra những kết luận khác rất khác nhau dựa trên mức độ ám ảnh của họ với công nghệ mới và những nhóm lợi ích kinh tế, chính trị hậu thuẫn của cho họ. Vì vậy, thay vì chỉ trích dẫn một nghiên cứu của những người ủng hộ năng lượng thay thế để tuyên truyền một chiều, ông Nguyễn Đức Thắng nên tham khảo nhiều tài liệu hơn, đồng thời tóm tắt lịch sử của năng lượng tái tạo và những tranh cãi liên quan để giúp bản thân và độc giả có cái nhìn toàn cảnh về vấn đề. Thứ hai, nếu năng lượng tái tạo thực sự rẻ, sạch, dễ sử dụng, dễ lắp đặt tại nhà như ông Thắng mô tả, ông nên tự lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời tại ở nhà để tự cung cấp điện cho gia đình mình. Nếu trạm điện tại gia của ông hoạt động hiệu quả thì không cần ông tuyên truyền, người dân cả nước cũng sẽ tự bắt chước. Còn nếu mô hình mà ông đề nghị chỉ chạy được trên lý thuyết chứ không chạy được ngoài đời thực thì ông sẽ tự từ bỏ ảo tưởng để đỡ mất thời gian của bản thân và tiền đầu tư của quốc gia. Suy cho cùng, muốn tự do thì phải tự lập.